Xin chào mọi người. Ai cũng biết Trung Quốc là quốc gia lớn của thế giới với chiều dài lịch sử phong kiến kéo dài hàng nghìn năm của các triều đại nhà Hạ, khoảng năm 2070 trước công nguyên đến năm 1600 trước công nguyên, nhà Thương khoảng năm 1600 trước công nguyên đến năm 1050 trước công nguyên, nhà Chu năm 1046 trước công nguyên đến năm 256 trước công nguyên, nhà Tần năm 221 đến năm 207 trước công nguyên, nhà Hán năm 206 trước công nguyên đến năm 220 sau công nguyên, nhà Tần năm thứ 9 sau công nguyên đến năm 23 sau công nguyên, Tam Quốc năm 220 đến năm 280, Ngụy, Tấn và Ngô năm 220 đến năm 581, nhà Tấn năm 266 đến năm 420, nhà Tùy năm 581 đến năm 618, nhà Đường năm 618 đến năm 907, Ngũ Đại Thập Quốc năm 902 đến năm 979, nhà Tống năm 960 đến năm 1279, nhà Nguyên năm 1271 đến năm 1368, nhà Minh năm 1368 đến năm 1644, nhà Thanh năm 1644 đến năm 1912. Hôm nay gái bản sẽ cùng mọi người khám phá một triều đại mà ở đó có lăng mộ hoành tráng nhất thế giới của vị hoàng đế được cho là tàn bạo của lịch sử Trung Quốc. Tần Thủy Hoàng là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, là người đặt nền móng cho chế độ phong kiến của quốc gia này, không chỉ kiến tạo nên các công trình kiến trúc nổi tiếng như Vạn Lý Trường Thành hay Tần Chí Đạo, ông còn là chủ nhân của một trong những ngôi lăng mộ hoành tráng và bí ẩn nhất thế giới. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng là điểm đến hấp dẫn bậc nhất tại Tây An, thu hút du khách bằng kiến trúc độc đáo và những câu chuyện kỳ bí xung quanh. Tần Thủy Hoàng là hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa, lăng mộ của ông nằm ở phía bắc núi Lý Sơn, thuộc địa phận tỉnh Thiểm Tây, cách trung tâm thành phố Tây An tầm 50 km về phía đông. Bao bọc lăng mộ Tần Thủy Hoàng là ngọn núi Linh Sơn và dòng sông Vĩ. Với địa thế đất đai hình rồng, nơi đây được xem là đế thủy, một mảnh đất cực linh thiêng. Khu lăng mộ được xây dựng ngay chính giữa mắt rồng, ẩn chứa nhiều câu chuyện bí ẩn đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng được đánh giá là khu lăng mộ lớn nhất trong lịch sử Trung Hoa. Xét về bố cục, vật liệu và kỹ thuật xây dựng, khu di tích là phát hiện khảo cổ vĩ đại nhất thế giới, được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1987. Không chỉ là khu bảo tồn văn vật quan trọng cấp quốc gia, khu lăng mộ này còn là địa điểm du lịch hút khách nhất tại Tây An. Tần Thủy Hoàng là vị hoàng đế sáng lập ra nhà Tần, vương triều thống nhất đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa. Ông là người có lòng tin mãnh liệt vào cõi vĩnh hằng, do đó có sự chuẩn bị rất kỹ cho cuộc sống ở thế giới bên kia. Năm 246 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng bắt đầu cho xây dựng lăng mộ và mất đến hơn 38 năm để hoàn thành. Sau khi Tần Thủy qua đời, con trai ông là Tần Nhị Tế đã cho chôn cất ông tại lăng mộ theo đúng di nguyện. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng được phát hiện vào năm 1976 bởi một người nông dân sinh sống gần Tây An. Trong quá trình đào giếng, người đàn ông này đã tìm thấy một chiếc đầu người làm bằng đất sét. Đây là manh mối quan trọng để các nhà khảo cổ tiến hành khai quật và phát hiện khu lăng mộ hoành tráng như ngày nay. Các cuộc khai quật đầu tiên được tiến hành từ những năm 70, hiện đã phát hiện hơn 8.000 cổ vật, bao gồm binh sĩ, ngựa, vũ khí, xe. Theo ghi chép, đã có hơn 700.000 công nhân và thợ thủ công tham gia vào việc xây dựng lăng mộ. Nhiều người đã bỏ mạng hoặc bị chôn sống để giữ bí mật vị trí ngôi mộ và những kho báu khổng lồ được bồi táng theo. Vì thế, cho đến tận ngày nay thì vị trí lăng mộ chính của Tần Thủy Hoàng vẫn là một điều bí ẩn. Không một ai có thể khẳng định liệu lăng mộ của ông có thực sự nằm ở khu vực trung tâm lăng hay không. Kiến trúc lăng mộ Tần Thủy Hoàng có nhiều điểm tương đồng so với kim tự tháp. Khu lăng có chiều rộng gần 350m, chiều cao 76m, với tổ hợp các cung điện, đền đài bao quanh là thành quách kiên cố. Tổng diện tích khu lăng tương đương với 5 sân bóng quốc tế. Bố cục khu lăng được mô phỏng theo kết cấu của kinh đô Hàm Dương dưới thời nhà Tần, được chia thành hai phần, ngoại thành hình chữ nhật và nội thành hình vuông. Phía nam lăng viên chính là khu vực mộ táng với nấm mồ hình nón bốn cạnh, phần mộ được chôn rất sâu. Phía trong và ngoài quách có rất nhiều châu báu quý giá. Vì không có cửa ra vào nên khu lăng mộ được xem là bất khả xâm phạm. Khi có người tiến đến gần, vô số mũi tên độc sẽ tự động bắn ra. Bên cạnh đó, trong lăng mộ còn có hệ thống cạm bẫy phức tạp, sẵn sàng lấy mạng bất cứ ai có ý đồ xâm nhập.
Đặc biệt, sâu trong lăng mộ còn có một dòng sông Thủy Ngân. Không chỉ sở hữu kiến trúc độc đáo, lăng mộ Tần Thủy Hoàng còn thu hút khách thập phương bằng những câu chuyện bí ẩn, đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Và đó cũng chính là lý do biến nơi này trở thành điểm đến đáng mơ ước của mọi tín đồ du lịch. Tần Thủy Hoàng được an táng trong khu lăng mộ có kết cấu phức tạp nhất Trung Hoa thời bấy giờ. Nó là khối kiến trúc đồ sộ nằm sâu dưới mặt đất, có đầy đủ mọi thứ mà hoàng đế cần khi sang thế giới bên kia. Tính đến hiện tại, các nhà khảo cổ đã khai quật được khoảng 2.000 pho tượng binh sĩ bằng đất nung, nhưng vẫn chưa chạm đến được ngôi mộ trung tâm, nơi đặt thi thể của Tần Thủy Hoàng. Chuyên gia khảo cổ, cố vấn triển lãm chiến binh đất sét tại New York cho biết chưa có ai chạm đến được quả đồi lớn, nơi hoàng đế được chôn cất. Điều này xuất phát từ những người dân Trung Quốc rất kính trọng tiền nhân, không muốn khai quật sâu vào lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Bên cạnh đó, công nghệ hiện đại vẫn chưa đủ khả năng khai quật, có nguy cơ làm tổn hại vĩnh viễn đến khu lăng mộ. Một nguyên nhân quan trọng nữa là nồng độ thủy ngân trong lăng mộ quá cao, gấp đến 208 lần mức bình thường. Các nhà khảo cổ học ước tính rằng lượng thủy ngân ở đây có thể lên đến 100 tấn, trùng khớp với những ghi chép trong bộ sử ký Tư Mã Thiên về dòng sông thủy ngân trong lăng mộ Tần Đế. Các chuyên gia khảo cổ dự đoán lăng mộ của Tần Thủy Hoàng chưa từng bị đào xới bởi những kẻ trộm mộ. Tuyến phòng thủ đầu tiên trong lăng mộ được tạo thành từ cát, khiến bọn trộm không thể xâm phạm bằng cách đào hố. Thế nhưng, dù may mắn thoát được lớp phòng thủ đầu tiên thì chúng cũng không thể đi sâu vào bên trong bởi hệ thống nỏ được trang bị khắp nơi. Khi có người tiến vào, nỏ sẽ tự động bắn tên để hạ gục. Tham quan lăng mộ Tần Thủy Hoàng, du khách sẽ được nghe về chiếc nỏ lớn với tầm bắn lên đến 831,6m, sức căng 334kg. Đây được xem là vũ khí chống trộm đầu tiên trong lịch sử, có thể tự động bắn tên mà không cần người điều khiển. Tuy nhiên, đến nay người ta vẫn chưa biết rõ nỏ được bố trí ở đâu và còn hoạt động hay không. Đội quân đất nung là một trong những hiện vật khai quật được ở khu lăng mộ, số lượng lên đến 2.000 tượng. Mỗi bức tượng mang một biểu cảm và sắc thái khác nhau. Bên cạnh đó, các nhà khảo cổ còn tìm thấy rất nhiều loại vũ khí cổ, từ giáo, kiếm, mác cho đến mũi tên. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng là điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu mến văn hóa và lịch sử phong kiến Trung Hoa. Nếu như có cơ hội đặt chân đến Trung Quốc thì mọi người đừng quên ghé qua lăng mộ Tần Thủy Hoàng để chiêm ngưỡng những hiện vật lịch sử này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.